Vào dạng sáng ngày 22 tháng 10, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên đường Nam Sông Mã, phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa, giữa xe đầu kéo và xe tải. Vụ tai nạn đã khiến hai lái xe tử vong tại chỗ. Trung tâm thông tin chỉ huy 114 phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo về một vụ tai nạn giao thông giữa xe tải biển kiểm soát 36R với xe đầu kéo biển kiểm soát 89C tại đoạn đường trên. Có người mắc kẹt và xe tải đang bốc cháy dữ dội. Đơn vị này đã nhanh chóng điều động lực lượng phương tiện đến hiện trường dập lửa, đồng thời sử dụng các thiết bị chuyên dụng, cắt phá hai cabin để cứu người mắc kẹt. Đến hơn 5 giờ sáng cùng ngày, lực lượng công an đã đưa hai nạn nhân mắc kẹt trong cabin ra ngoài, tuy nhiên cả hai đã tử vong. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định danh tính nạn nhân tử vong trong cabin xe tải biển số tỉnh Hưng Yên là tài xế sinh năm 1988, ngụ huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Danh tính nạn nhân trên xe tải biển số Thanh Hóa đang được làm rõ. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên cũng đang được điều tra làm rõ. Trào ngược dạ dày, nóng rát ở vùng ngực, đau dạ dày, ợ hơi, ợ chua, hãy dùng ngay bình vị Thái Minh. Bình vị Thái Minh ngăn trào ngược dạ dày, giảm viêm lết và đau dạ dày. Thưa quý vị, trưa nay 22 tháng 10, áp thấp nhiệt đới đã vào Biển Đông. Dự báo áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh, có khả năng suy yếu trước khi vào gần bờ. Trên đất liền miền Trung đón mưa rông liên tiếp. Theo đó, hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 giật cấp 8. Đến 13 giờ chiều mai 23 tháng 10, tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460 km về phía bắc đông bắc với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 cấp 7 giật cấp 9. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km và suy yếu dần. Trên đất liền do tác động của nhiễu động gió đông nên ngày và đêm nay 22 tháng 10, các tỉnh Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Từ 23 tháng 10 mưa giảm dần.